Thì cái người đi tu á, trên phương diện hình thức là quý vị thấy không cung phụng món ngon vật lạ, không thờ cúng cha vân vân, thì đúng như cái hình thức là thế gian là mình đúng vậy. Nhưng mà bù lại thì cái người này sống đem cái thân mạng mà cha mẹ cho mình không phải sống cho một người, sống cho một cái gia đình nhỏ bé, mà mình sống cho nhiều người, và mình đã làm lợi lạc cho nhiều người. Thì cái này người con đó đã làm một cái hiếu lớn, đó là trả ơn cho cha mẹ bằng cách là đem cái thân này không phải cung phụng cho một cái nhỏ bé mà cả một cái tập thể. Đó là mình nói trên cái phương diện đời này phụng sự. Còn nếu như mà cha mẹ mình chưa cần tới mình thì không sao, nhưng nếu cha mẹ cần tới mình thì mình sẽ tạm thời gác lại cái công việc để mình lo cái chăm sóc cho cha mẹ. Người xưa hình như ngày hôm qua có ai vô thăm Pháp Hòa rồi cũng hỏi cái việc này hay sao. Người xưa người ta quan niệm á, một khi mà đi xuất gia rồi á, là phải làm cho trọn vẹn cái ý nghĩa xuất gia và phải thành tựu cho được cuộc đời xuất gia của mình. Đó là gì? Đó là không bị những cái tình cảm thế gian nhỏ bé nó lưu luyến mình. Cho nên có những vị rời cha mẹ rồi mấy chục năm không gặp đó. Chẳng hạn như Ngài Hư Vân, chẳng hạn như những vị hòa tổ mà mình biết đó, đi tu mà để cái thơ lại cho cha mẹ rồi là từ đó không gặp. Rồi Việt Nam mình là có Hòa Thượng Cua đó, Ngài mẹ Ngài bắt con cua định giả nấu canh, Ngài lén Ngài thả con cua cho nó đi. Mẹ thấy vậy giận tức đánh Ngài. Ngài chạy một lèo, sợ quá chạy xong rồi đi xuất gia luôn. Mà trong khi đi xuất gia như vậy đó, bao nhiêu năm trời không gặp mẹ. Một hôm Ngài đi tìm trở về thì Ngài biết rằng mẹ mình bây giờ đã già nua và đã mù lòa. Thì Ngài mới dẫn mẹ Ngài về chùa để Ngài phụng dưỡng. Nhưng Ngài không có cho trong chùa biết đây là mẹ của Ngài, mà Ngài chỉ nói rằng một bà cụ này cơ nhỡ và tôi đem về tôi chăm sóc, cho nên rồi các thầy cũng phụ chăm sóc. Tại sao Ngài không nói đây là mẹ tôi? Vì Ngài không muốn có một sự đặc biệt nào hết đối với bà. Nếu mà nói mẹ của Hòa Thượng, mẹ của Sư Phụ, mẹ của Thầy mình, thì các đệ tử sẽ chăm sóc một cách đặc biệt hơn. Đó là điều Ngài không muốn. Ngài chỉ muốn mọi người thương bà này bình đẳng như một bà già cơ nhỡ mà không có gì đặc biệt. Khi Ngài đi Phật sự, Ngài biết rằng trong chuyến đi này trở về thì bà sẽ không còn. Cho nên Thầy Ngài mới dặn, nếu tôi đi chưa kịp về, lỡ ở nhà bà có mất, thì các thầy khoan hãy nhập mật, nhập liệm, đợi tôi về. Thì khi mà đúng như lời Ngài, Ngài đã suy nghĩ, thì khi Ngài đi thì mẹ Ngài mất, và đợi Ngài về thì lúc đó Ngài mới tuyên bố bà cụ này chính là mẹ của tôi. Và Ngài mới nói tại sao Ngài không nói cái điều đó ra. Mà trong sử các tổ là mình thấy cái việc đó rất là nhiều. Vì sao? Vì các ngài, cho nên cái sự thành tựu đời tu của các bậc người xưa đó nó hơn mình nhiều lắm. À, ngày hôm qua có một Phật tử hỏi là nếu như mình đi tu rồi đó, thì mình phải gọi cha mẹ mình bằng gì, rồi mình phải ứng xử làm sao. À rồi à, tại vì cái người đó đi tu rồi người nhà không có thích, là tại vì nó đi tu rồi là không còn được gặp gia đình. Pháp Hòa mới nói cái chuyện đó hồi xưa thôi, chứ chuyện giờ không gặp không có gặp in person đó, chứ FaceTime không, điện thoại, mà thậm chí bây giờ là book một cái vé máy bay là có thể đi tắm. Tức là ngày xưa cái chuyện đường xá nó rất xa xôi, và luật lệ của chùa rất là gắt gao. Nếu một người đi tu ngày xưa đó là 3 năm đầu không được về thăm nhà. Tại sao? Đó là một sự dứt khoát của một người ly trần. Cho nên người xưa người ta hy sinh cái nhỏ nhưng mà người ta thành tựu cái lớn dễ dàng. Còn mình giờ phương tiện nhiều quá, nào là phone,
nào là email nè, rồi phone không phải nghe tiếng không, giờ thấy luôn cả hình nữa, phải không? Rồi không phải nói một hai ba đường dây, nói bốn đường dây luôn, mà ngồi một chỗ mà thấy được bốn người. Cho nên là cái chuyện nó rất là phổ thông, cái chuyện mà thăm gia đình không còn được gần gũi gia đình, cái chuyện đó nó không có còn thiết thực, tại vì ở đây rất là dễ dàng và luật lệ của chùa bây giờ cũng dễ dàng hơn. Khi nghe tin người thân mất thì giống như vừa rồi thầy Chân Tạng, thầy nghe tin bà ngoại ở Việt Nam mất thì Pháp Hòa cũng phải cho thầy về Việt Nam để dự tang lễ bà ngoại. Chứ còn nếu mình nói đúng luật đó, bà ngoại thôi mà. Thí dụ vậy đó. Thí dụ vậy đó. Thậm chí mà nói, bệnh thôi, chưa sao. Nhưng mà mình bây giờ nó không phải như vậy. Đó. Đời sống bây giờ nó khác. Và mình hiểu được mỗi hoàn cảnh, mỗi quốc độ, mỗi thời đại con người, họ có những cái suy nghĩ nó khác. Thì mình phải ứng xử nó khác. Và chính như vậy mới gọi là đạo Phật. Đạo Phật là phải hợp với thời cơ, hợp với con người, hợp với quốc độ, hợp với hoàn cảnh để ứng xử, chứ không phải cứng nhắc. Mà nếu mà mình hiểu đạo Phật như vậy đó thì bất cứ ở đâu mình cũng sống với cái chân lý của đạo Phật. Mà bản chất đạo Phật là như vậy. Cho người Phật tử nắm được cái giáo lý thì mình hành xử, mình làm việc rất dễ dàng. Cho nên không có phải lo. Giống như Pháp Hòa hay chia sẻ vậy đó. Gia đình Pháp Hòa là chỉ có hai anh em. Pháp Hòa đi tu và còn đứa em. Giờ người em cũng có gia đình. Thì hai ông bà còn khỏe thì tự lo. Nhưng mà thí dụ một lúc nào đó già nua không ai chăm sóc, chừng đó Pháp Hòa cũng phải tạm gác những cái Phật sự của mình để mình chăm sóc cho cha mẹ. Tại vì lúc mình cha mẹ chưa cần tới mình thì mình sẽ làm cái công việc mà mình muốn làm, đến khi cha mẹ cần tới mình thì mình sẽ ứng xử công việc. Chừng đó mình có tạm gác Phật sự, mình cũng không có gì hối hận, là tại vì khi chưa cần tới mình đã sử dụng mình một cách trọn vẹn cho Tam Bảo. Mà nếu như mà nói là phụng sự, thưa đại chúng, Pháp Hòa không phải chỉ có một ba một mẹ đâu. Đây, ba mẹ ngồi đây là quá trời, đâu phải chỉ có một chị một anh đâu. Thầy đứng trên cái nhìn của đạo Phật là tất cả mọi người đều là thân nhân quyến thuộc của mình. Lớn hơn mình, đáng tuổi cha mẹ mình là cha mẹ mình, đáng tuổi ông bà mình là ông bà của mình. Vì vậy cho nên mình lấy cái tâm bà con quyến thuộc để phụng sự như vậy á, là nó sẽ không có cái tình riêng dính mắc. Lấy cái tình mà chung á, lấy cái tình chung mà rải ánh vàng á, thì nó mới được. Chứ không có lấy tình riêng. Tại tình riêng đó là thí dụ như cái người đó ngang tuổi mình, cái mình nghĩ bạn gái, mình phải có gì đặc biệt hơn. Còn đây là chị tôi, đây là anh tôi, đây là em tôi, đây là ba tôi, là chú tôi, thì mình đều nhìn là bà con, thì không có dám suy nghĩ những cái tâm ý sằng bậy. Cho nên là cái người tu là nhìn tất cả mọi người xung quanh mình đều là thân nhân quyến thuộc của mình. Cho nên cái người đi tu phải có một cái đức, trong năm đức, năm cái điều mà người tu phát tâm đi tu, phải có cái điều thứ ba đó: tam giả cắt ái từ thân vi thích mạc cố. Điều thứ ba là cắt bỏ những cái ái luyến từ giả những người thân, vì không còn có tâm phân biệt kẻ thân người sơ. Trong năm điều mà người đi tu phải thuộc lòng: nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhì giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố, tam giả cắt ái từ thân vi thích mạc cố, tứ giả hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố, ngũ giả chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Trong kinh Sa Di có năm đức, và cái điều thứ ba là cắt bỏ cái ái ân bình thường, vì không còn một cái sự chia rẽ người thân kẻ sơ. Làm sao để biết thiền định đúng thưa thầy? Thiền thấy ánh sáng màu tím là ý nghĩa là gì? Vậy là đang yêu nè. Đang yêu thấy màu tím phải không?
Thưa đại chúng á, thiền là gì? Chữ thiền á, là mình nói tắt, nói đủ chữ là thiền na. Mà thiền na dịch nghĩa là tư duy tu. Tư duy tu là gì? Tu cái tư duy của mình, tu cái cách suy nghĩ của mình, tu cái cách nhìn của mình. Thật ra người tu thiền á, là người có khả năng dừng tất cả mọi sự lăng xăng và sống sâu sắc với giây phút hiện tại là thiền. Vậy thì người tu niệm Phật cũng là thiền, bởi vì thiền nó là một trạng thái của tâm khi mình không còn lăng xăng và có đủ khả năng sống với hiện tại. Bây giờ không có phân biệt thiền tịnh gì nữa nha. Người Phật tử nào tu cái gì cũng phải đủ cái khả năng đó. Ví dụ như người niệm Phật nè, người niệm Phật thì không có suy nghĩ lăng xăng mà chỉ một tâm niệm Phật và biết những gì đang xảy ra xung quanh mình, thế là thiền. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị dừng hết mọi sự lo lắng, không biết chiều nay máy bay có delay không, mai máy bay tôi có delay không, có trễ không, không biết trưa nay ăn cái gì. Thí dụ mình cứ lo nghĩ vậy đó, cái mình nhớ trực là mình dừng cái đó lại đi, trở về mình sống với hiện tại là mình đang có mặt ở đây với đại chúng và đang dự cái pháp đàm. Thế cho nên thiền á, là mình ngồi đây, mình ngồi mình nhắm mắt á, này là thiền tọa, một trong những cách thiền thôi. Rồi đi cũng phải thiền, ngồi cũng phải thiền, đứng cũng phải thiền, nằm cũng phải thiền, nói cũng phải thiền, ăn cũng phải thiền. Có nhiều người ta ăn ta không có thiền, ta rớt tùm lum mà, tại ta lo ta ngó tivi á, trời nó đánh nhau quá trời, coi phim trưởng đánh rầm rầm, cầm cơm đổ tùm lum á. Và có nhiều khi nấu ăn, hồi nhỏ Pháp Hòa sáng nào cũng thích coi cartoon á, coi lúc đó cái thời Pháp Hòa là cái cartoon mà Tom and Jerry á, trời ơi sáng nào cũng mở coi nghiền ghiên vậy đó. Bữa đó bỏ cái chảo lên định chiên cái gì đó đi học đó, bỏ lên đổ dầu vô rồi ra đứng coi quá trời, tới hồi vô thấy lửa nó phực, trời ơi lúc đó quýnh quán cầm cái chảo thổi cái phù, lửa nó táp lên nó cháy cái xèo, tháng sau đi tu đó. Thiền là không phải chỉ ngồi không, nhưng mà trong các cái hình thức thiền, thiền ngồi là thù thắng, dễ nhập định nhất, dễ định nhất. Mình đi, mình đứng, mình nói cũng được, cũng là thiền. Mình nói chuyện, mình có ý thức mình đang nói cái gì, nói với ai. Thí dụ như mấy đứa nhỏ chùa, nó tới chùa nó hay chạy, mà mỗi lần Pháp Hòa mà thấy, Pháp Hòa bắt đi ngược trở lại đúng cái vị trí nãy rồi đi bộ trở lại. Mỗi lần thấy đứa nào chạy là trở lại đó, đi bộ lại đây. Đứa nào mà ở trên cầu thang tuột xuống và thấy leo lên, đi bộ xuống. Rồi mỗi lần nó nói gì, mình nói nó gì, ok, ok hả? Cái nó dạ. Rồi còn không Pháp Hòa hỏi gì mà trả lời ngang, không có chữ dạ, cái Pháp Hòa dạ trước. Thì hỏi có ăn cơm chưa? Rồi. Cái mà nói dạ là nó hiểu ý mình nói đó. Đó mình tập cho nó thiền đó, nó quên lãng ra đang nói chuyện với ai, thì mình chỉ cho nó đang con đang nói chuyện với người lớn, thấy không? Rồi thí dụ Pháp Hòa dạy á, mỗi lần đi ngang người lớn là phải cúi đầu, nhưng mà nếu như phía sau lưng người lớn mà có chỗ thì con phải tìm cách con đi phía sau. Trường hợp không có chỗ nữa, con bắt buộc con phải đi trước mặt thì con khom xuống. Nhưng mà khom cái đầu thôi để biểu tượng rằng con có cái ý nghĩa, con muốn respect, chứ không cần lôm khom lùm khum chạy. Không phải vậy. Mình ví dụ bây giờ Pháp Hòa đang ở đây nè, quý vị đi ngang đi, thí dụ bây giờ để ngại quá mình chỉ cúi đầu mình đi vậy thôi. Nếu mà cái bàn thấp vậy không lẽ mình bò để gọi là cung kính, phải không? Thôi mình chỉ cần cúi cái đầu mình đi ngang là ta hiểu rồi. Khi mà mình Pháp Hòa dạy mấy chú,
Khi mà con đưa một cái người thứ ba ngồi, con với không tới, con đưa đúng nghĩa là con phải đưa hai tay. Nhưng bây giờ lỡ con không đưa được gì nó quá xa, thì con đưa một cái tay này con với, thì cái tay trái này con cặp vô đây, để con biểu lộ rằng con có lòng muốn đưa hai tay, nhưng con không còn cách khác. Trong chùa ăn cơm có bình bát á, 10 nhỏ mà ăn xong rồi á thì cũng không được đậy nắp bát lại, mà phải nhìn lên người lớn ở trên. Các thầy lớn ăn chưa xong, bát quý thầy chưa để xuống, thì mình không có được đậy bát trước. Phải đợi các thầy lớn ăn xong, các thầy lớn đậy nắp, thì ở dưới này mới đậy nắp. Chứ không phải mình ăn xong rồi, tôi xong rồi đó, tôi biết chuyện của tôi thôi, đậy nắp bát lại. Thật ra nó cái gì tội không? Không có tội gì hết. Nhưng mà cái cách đó là để dạy cho cái người sống biết nhìn, nhìn trên, nhìn dưới là thiền. Thiền nó đâu phải ở trên này, thiền cái này. Ngồi đây là thiền cái mông thôi. Nhiều khi cái bàn tọa nó thiền mà cái này đâu có thiền. Mình đã từng như vậy mà, ngồi thì có mà không có thiền. Chứ kêu là ngồi thiền mà có đôi lúc mình có ngồi mà không có thiền. Tại vì mình ngồi đó mình bớ, mình thấy mình đang ăn rau muống xào. Chứ nhiều khi mình suy nghĩ lung tung thì đâu có thiền. Thân đâu tâm đó là thiền. Làm gì mình biết mình đang làm gì là thiền. Cho nên trong kinh Kim Quang Minh bữa mình tụng á, các vị Bồ Tát này luôn luôn đặt chánh niệm trước mặt. Đặt chánh niệm trước mặt. Thì cái câu này là cái câu ở trong kinh, dù là Đại Thừa hay là dù là kinh Bắc truyền hay Nam truyền, thì cái câu đó nó vẫn có mặt ở trong kinh. Nghĩa là những vị này có khả năng sống với giây phút hiện tại, không sống trong quên lãng. Cho nên thiền là người có khả năng sống với hiện tại, không sống với quá khứ, không lo lắng tương lai, và biết sống với hiện tại. Nếu mà trong 3 ngày qua đại chúng không có sống được với những giây phút mình định nghĩa là mình đi tu á, thì ngày mai mình bay về, mình ngồi trên máy bay, mình sẽ nói: ủa sao bữa đó tôi không có đi xuống Phật Di Đà ta? Ủa sao chỗ đó có cây mà tôi không biết ta? Tại vì sao? Tại thời gian mình rảnh, cái mình ở trong phòng, mình tréo chân, mình nói chuyện, mình không có đi tận hưởng cái không gian. Thí dụ vậy, đó là một cái ví dụ thôi. Cho nên mỗi lần mà thấy cảnh đẹp cũng hay chỉ, không cần nói gì hết. Mà trong kinh để kể ngày Đức Phật ngày xưa đi với Ngạ Nan, lâu lâu Đức Phật gọi Ngạ Nan: thầy A Nan, thầy có thấy thành Tỳ Xá Ly đẹp không? Để làm chi vậy? Gọi Ngạ Nan trở lại, đừng sống trong quên lãng. Và mình biết nhận diện những cái gì đang có mặt trước mặt mình. Nhưng mà thật sự ra Ngạ Nan cũng không quên lãng đâu. Nhưng mà Đức Phật muốn nói cho mình đó. Đức Phật muốn nói cho mình đó, cho nên phải những cái điều đó được nói ra để người sau còn nhớ. Cho nên là Sa Nặc nói, Thái tử Sĩ Đạt Ta hỏi Sa Nặc: cái này là cái gì mà sao da nhăn nheo hết trơn vậy? Sa Nặc mới nói: dạ đây là người già. Thái tử hỏi: già là cái gì? Nói: già là một cơ thể sau vài chục năm sử dụng và bắt đầu những cái bộ phận này nó yếu đi, và da bắt đầu nó nhăn nheo, mắt nó mờ. Chỉ một người này già hay rồi ai cũng già? Dạ thưa không, tất cả mọi người đều già, mà ngay cả thái tử cũng sẽ già. Trời đất ơi, thái tử gì đâu mà không biết già là gì mà phải đi hỏi. Vậy thì câu hỏi đó cho ai? Cho mình. Thái tử là học rộng biết nhiều mà làm gì cũng biết già mà phải đi hỏi Sa Nặc. Nhưng mà hỏi để có cớ để đối đáp, và chính cái lời đối đáp đó nó sẽ được ghi nhận và để lại cho người sau. Bệnh là gì vậy? Chỉ có người này bệnh thôi. Dạ không. Rồi Pháp Hòa hay nói:
Bộ làm như thái tử từ nhỏ tới lớn không cảm gì đó. Dù không bệnh nặng nhưng mà cái chuyện sổ mũi nhức đầu là phải có chứ, tại sao thái tử không biết cảm, bệnh là gì mà phải hỏi. Vậy thì tất cả những câu hỏi đó là cho mình thôi. Trong các chúng mà nghe pháp đó, có bốn loại. Thì trong đó có một cái dạng nghe pháp là gì? Đương cơ. Đương cơ là những người đang có mặt ở đây. Nhưng mà có những người, người ta tạo duyên, tức là người ta biết, người ta hiểu cái điều đó rồi, nhưng mà người ta biết trong chúng hôm nay có nhiều người chưa biết chỗ đó, ta đặt ra câu hỏi. Thí dụ như đây, chẳng hạn như có những vị có thể đã biết câu hỏi, câu trả lời đó, nhưng mà vẫn đặt ra để chi? Để cho mọi người có cơ hội tiếp nhận lại cái lời, cái câu hỏi này một cách trong sáng hơn. Đó là Pháp Hòa giải thích. Cái thiền nó rộng, nó là đời sống chúng cái gì đó. Cho nên đó, tiếng Nhật đó, thiền là Zen. Và phải trừ cái chữ Zen đó, nó bình, nó đi vào trong chữ nghĩa của người Mỹ và đời sống hàng ngày. Zen living, sống thiền. Giống như con cá lớn nó hỏi con cá nhỏ, nó hỏi con cá lớn vậy đó. Con nghe người ta nói nước, vậy thì nước là gì? Cá lớn nó nói nước là con đang sống trong nó đó. Tím bất cứ màu gì cũng đều là huyễn hết, là giả hết. Nó theo như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật á, con người mình là có ngũ uẩn phải không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi một uẩn á, nó có 10 thứ ma. Sắc nó có 10 ma, thọ nó có 10 ma, thì 5 uẩn nhân ra là 50. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm gọi là 50 ấm ma. Và khi mà mình ngồi, khi mình tu á, thật ra bình thường mình vẫn bị đó chứ, nhưng mà tại vì mình không có tư duy, không có nhìn lại cho nên mình bị nó lôi. Còn khi mình có tu á, nó đến với mình cái mình thấy nó. Thí dụ bây giờ mình nói tới cái sắc đi. Cái sắc thì sáng ra cái tự nhiên một ngày nào mình nhìn trong cái kiến, mình thấy sao tóc mình bạc hơn, cái mình rậu. Rồi bắt đầu mình ngồi mình làm thơ: sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Cầm sợi tóc lên: còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tím mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Mình than với sợi tóc bạc, mình không chấp nhận, thì mình bị cái sắc đó nó lôi mình, mà mình không sống được với hiện tại. Là người đời ai cũng phải thay đổi như vậy. Thì nếu mà mình không hiểu được nó thì mình bị nó làm khổ mình, nó làm mình buồn rầu sầu khổ. Thì cái gì mà nó làm cho mình buồn khổ, không chấp nhận được, chướng ngại đều là ma hết. Thì cho nên á, khi mình ngồi thiền á, mình thấy cái gì cũng đều là tưởng hết, tưởng ấm ma. Thấy Phật cũng không được, thấy ma cũng không được, tại vì thiền là sống với hiện tại chứ không thấy cái gì hết. Vì vậy mà Tổ Lâm Tế mới nói, khi ngồi thiền gặp Phật phải giết Phật, gặp ma phải giết ma. Thì chữ giết đây không phải là cầm cái dao sẵn đó đi thấy ổng, thấy ông Phật xuất hiện quơ cho ta. Chữ giết đây là gì? Diệt nó đi, bỏ nó đi. Gặp Phật đừng nghĩ tới Phật, tại vì Phật hay ma gì cũng đều do mình tưởng. Và thủy chung những cái Phật mà mình đang thờ, đang cúng đây, không ông nào thiệt hết đó. Mình tưởng tượng, mình vẽ ra mà, chứ có ai biết Phật cái dáng vậy đâu. Quý vị đi hết các chùa có thấy chùa nào giống chùa nào? Phật khác hết rồi, tại sao? Do mình tưởng tượng ra. Chứ 2000 năm trước hình đâu mà biết mà tạc. Giống như cụ tổ đây nè, mình tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà cái đó là một cái biểu tượng để mình có cái tâm mình hướng, mình kính ngưỡng vậy thôi, chứ đừng dính cho nó. Nói không thật chứ không nghĩa là mình bỏ. Mình vẫn dùng nhưng mà không bị mê lầm với cái đó, không bị mê lầm. Cho nên Phật tử mà quý vị nhớ, cái gì mình làm mà không biết thì gọi là mê. Thế giờ người ta nói: ôi chị mê tín quá, tại vì mình làm những cái việc mà người ta hỏi mình không trả lời được, mình chỉ biết làm thôi, thì mình không hiểu thì gọi là mê chứ gì đâu.
Thí dụ như người ta hỏi mình đó, có những cái việc mình làm trong chùa, mình làm mà mình chỉ biết làm theo cái xưa giờ mình làm thôi, người ta hỏi mình không nói được, thì người ta trời ơi, mấy người đó mê tín lắm, là vì mình không nói được cái nghĩa. Thì khi mình giải thích được cái chỗ đó cho người ta thì ồ, tôi làm đó, tôi biết rất rõ nó là phương tiện như thế nào và cái ý nghĩa nó như thế nào, và tôi hiểu rõ luôn đây là một hình thức, nhưng mà trong cái hình thức này nó chuyên chở cái đạo lý, cho nên không mê tín, vẫn làm việc đó mà không mê. Ví dụ hồi xưa giờ mình thờ ông thần tài, rồi dưới cái ý của mình là gì, thờ để ông phù hộ có tiền, lúc nào tới cúng ổng cũng xin tiền hết đó. Mà thủy chung là trước hết là mình thấy mình bỏ tiền mua ổng ra thờ nè, mà tại vì ổng mình tốn tiền rồi nè, ổng cho chưa thì chưa biết, mà vì ông là tôi tốn tiền rồi nè, trước hết tôi tốn cái trang nè, tôi tốn tiền mua cái trang, tôi tốn tiền mua cái bài vị để phía sau, ngũ phương ngũ thổ tiền hậu địa chủ gì đó, ghi mấy câu đó, tôi tốn cái bài vị này rồi, tôi tốn hai ông nữa, tôi tốn thêm năm chung nước nữa. Mình thờ ông thần tài để xin tiền ổng, nhưng mà rốt cuộc mình tốn tiền trước. Mà nếu như mà cái ông thần tài đó mà ổng cho tiền thiệt á, thì cái ông làm ra tượng ổng giàu lắm đó, có phải mê không? Mình mê. Bây giờ mình vẫn thờ thần tài nha, lỡ rồi phải thờ thôi, chưa thờ chưa có thôi khỏi. Nhưng nếu đã có rồi không cần dẹp, không cần dẹp, vẫn cứ để đó thờ đi. Nhưng bây giờ cái chánh tính nó tới. Thần là sức mạnh, là đạo đức. Tài là tiền của. Thổ địa là đất, phải không? Thổ địa là đất. Mà theo nguyên tắc thổ sanh kim, đất sanh ra vàng. Vậy thì đất là tâm. Tâm mà tịnh thì có tiền có của. Tâm mà trong sáng thì tiền của vẫn còn. Tâm mê mờ thì tiền của nó mất. Vậy thì bây giờ thờ thần tài là một sự nhắc nhở, giữ cái tâm cho vững thì tiền của không có bị thất thoát. Tâm mình không vững dễ bị người ta dụ lắm. Đánh bài, đánh bạc, đầu tư, chơi cờ, vân vân, cá độ, giờ không bị nữa. Thì giây phút đó mình là thần tài. Cái cách của Phật giáo á, là cái gì mình đã có rồi thì thôi, không cần phải dẹp nữa. Không lẽ giờ mình đang làm, mình thờ ông Táo, hiểu đạo thì dẹp ông Táo. Trên cái bài vị ông Táo người ta để bốn chữ: Định, Phúc, Táo, Quân. Hai cái chữ đầu quan trọng đó mà. Định phúc là gì? Là cái phúc này nè, nó an định. Cái phước nó an định mà ngày nào còn vô bếp còn nấu ăn cho gia đình, có phải là cái hạnh phúc nó còn không? Ngày nào mà chỉ đi tu go không thì hạnh phúc nó từ từ nó đi. Tu go mà, phải không? Dine out chứ phải dine in. Mà ngày nào còn dine in là ngày đó hạnh phúc còn. Cho nên cái bài vị ông Táo để định phúc Táo Quân. Hồi mình không hiểu gì hết thì mình thờ ông Táo để ông ghi sổ coi có gia đình mình tốt xấu làm sao, mai mốt cũng lên trển ông báo cáo. Cái này mê tín. Còn bây giờ mình hiểu được rồi, ông Táo là một hình thức nhắc nhở mình, phải không? Ngày nào mình còn bước vô mình thắp ổng cây nhang, nghĩa là mình còn đi vào bếp nấu ăn. Mà ngày nào gia đình còn nấu ăn là hạnh phúc mình còn, tại vì chồng vợ con cái còn ngồi ăn cơm với nhau. Cho nên cái hình ảnh của cái máy tranh Việt Nam á, buổi chiều ở làng quê khói nó bốc lên từ những cái mái nhà đó. Mà nhà nào mà đi xuống, mình đi xuống ruộng á, mình nhìn xuống đó mình thấy khói bốc lên là khói lam chiều. Hạnh phúc của mỗi gia đình đang có mặt. Hạnh phúc của mỗi gia đình đang có mặt. Cho nên mình hiểu thiền, mình hiểu đạo như vậy đó. Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma là vậy. Tức là mình những cái gì mà nó không có, nó đều là do mình, cái tưởng của mình thôi. Còn trở lại quý vị nhớ là hình ảnh của Đức Phật,
là một biểu tượng. Mình, chính mình là người sáng tạo ra cái tượng đó. Mình thờ Phật, mình lễ Phật, nhưng mình vẫn biết rất rõ đây là một biểu tượng để mình đưa tâm trở về. Cho nên mình thờ vậy, cái người ta tới, người ta bài xích mình, ta nói thờ ma quỷ nó dựa vô đây, mình vẫn không có bị lung lay. Tại mình hiểu rõ mình đang làm gì. Cho nên người Phật tử mình phải hiểu được cái việc của mình làm. Việc nhà mình phải biết, việc của mình phải biết. Và bổn phận của một Phật tử là phải nghiên cứu, học hỏi những cái giáo lý căn bản. Ví dụ như ý nghĩa của đạo Phật, ý nghĩa ăn chay, ý nghĩa tụng kinh, ý nghĩa niệm Phật. Còn Phật tử bắt truyền thì mình đi chùa còn mặc áo tràng lam thì phải học, đi hỏi mấy thầy giải chết cho mình tại sao mình mặc áo lam. Thậm chí mình không phải chuyện của mình, nhưng mà bởi vì cái này là một vị lãnh đạo tinh thần của mình, tại sao mấy thầy đi tu cạo đầu. Nên lại hỏi ông cạo cho tôi cạo đầu biết. Kính thưa thầy, giải thích cho chúng con rõ hơn tại sao lại trở thành Atula. Trong lục đạo luân hồi á, trời Atula, người địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu cõi luân hồi, cõi thấp. Cái này gọi là lục phàm. Ở trên có tứ thánh là Phật, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Atula tiếng Phạn đọc là Asura, cho nên mình chỉ âm lại là Atula thôi. Tại sao không dịch? Bởi vì cái chữ này nó đa nghĩa. Chữ Atula nó nhiều nghĩa lắm, không có dịch, để nguyên âm đó, Atula. Và chúng ta biết rằng Asura là một loài thần. Một loài thần, mà thần này thì họ tùy theo cái nghiệp của họ mà họ xấu đẹp khác nhau. Và do ba nghiệp căn bản nha, trong kinh nói là Atula có 10 nghiệp, 10 cái nghiệp xấu. Nhưng mà Pháp Hòa đọc đi đó thì Pháp Hòa thấy rằng nó tổng chung nó cũng khoảng ba loại này. Thứ nhất là sân, thứ hai là si, thứ ba là mạng. Mạng là gì? Là cống cao, ngã mạng, tự cao, tự đắc, tự đại, tự tử. Mạng nó có nhiều loại lắm. Thí dụ như là mình thua người ta mà mình cho mình bằng. Thua thì cho là bằng. Mà hễ người bằng mình á, thì nó mình hơn. Mà người hơn mình á, thì mình kéo xuống nó bằng tôi. Đây là một loại mạng hết á. Nhưng mà nó tùy, thấy không? Tăng thượng mạng, mạng quá mạng, ti liệt mạng. Nó nhiều loại, 7 loại mạng khác nhau đó. Người ta cao hơn mình thì nó đâu có hơn gì tôi, nó bằng tôi. Tại ta hơn mình kéo xuống ta bằng. Mà người ta bằng mình á, thì mình nói mình hơn. Đó. Còn nếu mình thua người ta thì mình nói mình bằng. Đó là mình nói cái chuyện mạng á. Rồi có những người gì tự mình miệt thị mình, chẳng hạn như nó thôi tôi không có tới đó đâu, người ta giàu có không. Người ta chữ nghĩa hay quá, mình tới đó làm gì. Tức là lúc nào mình cũng tự mình tự ti. Thì trong kinh Phật dạy á, có ba loại đó: bằng người, thua người. À, bằng mình, thua mình và hơn mình, mặc cảm hơn thua bằng, thì cả ba đều rối rắm. Thì cái quả của cái nhân của người Atula là sống bằng cái mạng, sống bằng cái sân và sống bằng cái si. Và vì si là si mê đó, là mê lầm đó, vô minh đó. Vì vô minh mê lầm cho nên mình mới không thấy rõ cái của mình, mà mình lại đi đưa đẩy người ta xuống, kéo mình lên, thí dụ vậy. Mê nó làm cho mình sống bằng cái mạng, và mê nó làm cho mình sống bằng cái sân. Vì vậy cho nên đây là cái nhân của cõi Asura, Atula. Và cái cõi này á, nam thì xấu, và có một cái điều là họ thích chiến tranh. Ở đây không biết quý vị nào hồi nhỏ mình nhớ không, mỗi lần mà mình nghe ngoài mà sấm sét á, cái mình nói là sao? Ở trên đánh lộn. Ở trên trời đánh lộn á. Thì nhiều khi mình cũng nói trúng phần á, Asura họ đấu tranh với nhau.
Có nhiều đời, có nhiều người trong đời này á, họ violence, tức là hành hung lắm, nói một chút xíu là nhào tới đánh rồi. Thì đây là cái nhân sống bằng cái thô, là mình hay bị cái gọi là gì, bạo động. Kính xin thầy từ bi giải thích cho con câu 173 trong kinh Ngũ Bách Danh Quán Âm là Nam Mô Năng Trừ Thập Ngũ Chủng Ác Tử Quán Thâm Bồ Tát. Kính xin thầy giải thích giúp con 15 loại chết không lành gồm những loại nào. Sẵn đây phải quà quảng cáo cuốn đó một chút ha. Cái quyển Ngũ Bách Danh Quán Âm mà chúng ta lạy á, là do một vị tổ Việt Nam ngày soạn. Nhưng mà đại chúng nhớ là bất cứ những cái quyển sám pháp nào mà chư tổ soạn ra đó là không phải tự các ngài viết vào, mà các ngài dựa vào trong kinh. Thí dụ như đây là cái cuốn nói về Đức Quan Âm phải không, thì ngài phải đi tìm những bản kinh nào mà liên hệ đến Đức Quan Âm để mình trích ra những cái đoạn trong đó và trở thành một cái lễ nghi sám pháp. Chẳng hạn quý vị nhớ cái câu quý vị thường tụng nè: nếu con đến núi đao liền sụp đổ, nhớ không? Nếu con đến nước lửa tự khô tắt. Nếu con đến địa ngục liền trống không. Nếu con đến quỷ đói liền no đủ. Những câu đó trích ở đâu? Trích trong một quyển kinh gồm có 20 chữ. Cái quyển kinh này có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh. Đó là tên trọn vẹn của một quyển kinh đó. Và những gì mà phần lớn chúng ta tụng trong mình, chúng ta lạy trong cái quyển Ngũ Bách Danh này, phần lớn là được trích ở trong cái quyển kinh Quảng Đại Viên Mãn Đại Bi Tâm Đà La Ni này. Thì ở trong cái kinh này á, trong cái quyển kinh đó, Đức Phật có nói người nào mà thường trì chú Đại Bi á thì sẽ xa lìa được 15 cái loại chết xấu. Thì nếu mà quý vị đọc kỹ á, thì quý vị sẽ thấy ở trong cái quyển đó đã nói đủ 15 loại rồi. Tại vì khi người ta nói câu đầu nè: xin cho con á là trừ được 15 cái loại chết xấu, nói tổng quát câu. Rồi bắt đầu từ câu thứ 174 bắt đầu người ta mới liệt kê. Thứ nhất là chết do đói. Có nhiều khi mình sống vào cái thời buổi mà nghèo đói loạn lạc, không có cơm ăn, đói chết. Có nhiều người bị đói do nạn giặc chết. Có nhiều người chết do cái người đó người ta thù hằn mình, ta tím mình, người ta tìm tới mình, người ta thanh toán chết. Có người chết trôi, có người chết vì lửa, có người chết vì trúng độc. Trong đó liệt kê 15 loại sau cái câu đó, tức là câu từ 174 đổ đi thì liệt kê 15 loại chết. Rồi sau cái 15 loại chết đó, cái tới 15 loại sống tốt, gọi là thiện sanh. Rồi sau đó bắt đầu mới list ra 15 loại thiện sanh, 15 loại sống tốt. Trong đó có một câu phải bà nhớ nè: sanh phùng thiện vương, tức là sống vào cái thời vua, ông vua đóng hiền. Rồi cái kế đó là quốc độ hiền lành, đất nước đó hiền lành. Rồi gặp gì đó, có được thầy tốt, bạn lành, vân vân. Đó là cái điều kiện tốt của đời sống này, trong đó có ghi đủ. Bây giờ quý vị, Pháp Hòa chỉ giới thiệu vậy đó. Rồi quý vị về, quý vị có lạy trở lại thì để ý 15 loại chết xấu và 15 loại sống tốt. Rồi ngoài ra, nào là khiển khẩn na la hộ nè, tà tu la hộ, tất cả những câu đó đều nằm trong cái kinh của họ nói đó, Quảng Đại Viên Mãn Đại Bi Tâm Đà La Ni kinh đó. Rồi thậm chí là nếu muốn cầu cái gì, Bạc Chiết La Thủ, Bảo Châu Thủ, Châu Ma Ni Thủ, Bảo Kính Thủ, Bảo Kinh Thủ, tay cầm những cái bảo bối đó nằm ở trong cái kinh đó luôn. Cái đó người ta kêu là 42 thủ ấn. Rồi nào là muốn hiện thiên thân thuyết pháp, hiện đồng nam thuyết pháp, hiện đồng nữ thuyết pháp, mấy cái đó trích ở đâu? Kinh gì? Phẩm Phổ Môn.
Thì Pháp Hòa nói đó, tất cả những kinh điển nào liên hệ đến Đức Quan Âm thì các vị sẽ dựa vào trong đó trích ra làm thành một quyển sấm pháp cho mình. Còn nếu mà muốn viết quyển sấm pháp dược sư thì dựa vào cái gì để soạn? Kinh dược sư đó. Còn nếu mà muốn vừa muốn nói về Đức Phật Di Đà thì dựa vào kinh Vô Lượng Thọ, vân vân. Thì rồi nếu muốn nói về Ngài Địa Tạng thì dựa vào kinh Địa Tạng, kinh Nhân Quả, kinh Thiện, kinh Nhân Quả, vân vân, để nói đến cái nhân mình tạo, cái khổ mình chịu. Sám pháp là do tổ soạn, mà các ngài không phải soạn vô cớ, mà các ngài đều dựa vào kinh điển để các ngài soạn cho mình thành một cái nghi thức. Kính thầy giảng cho con hiểu câu đem con khỏi biển hai biển khổ qua tới bờ ba công đức. Câu này trong kinh gọi là hai cái biển khổ, tức là gì? Con người mình có hai cái loại khổ, bờ ba đức, hai cái loại mà cái vô thường. Thí dụ như là hiện tại đây nè, mình có một ngày nào đó mình sẽ nhắm mắt, mình tắt thở, mình chết. Có ngày chết kiểu đó không? Có không? Có. Thì cái đó nhất định sẽ có một lúc nào đó mình sẽ chết, cái đó gọi là nhất kỳ. Nhất kỳ đó là một lần nào mình sẽ chết kiểu đó. Nhưng mà mình cần, rồi đời sống con người mình á, hồi đó mình nghèo, khổ. Bây giờ cuộc đời mình được thay đổi, mình giàu có, đời sống mình tốt hơn. Cái đó cũng một dạng sống chết chứ gì nữa. Hồi xưa mình nghèo là một hình thức, một cái đời sống khác. Bây giờ mình thay đổi cách sống rồi thì mình là qua một cách sống khác. Hai cái mà cách nào thì cũng là trong biển khổ thôi. Bây giờ người đó sống sung túc thì cũng trong biển khổ, sống mà thiếu thốn cũng trong biển khổ. Nhưng mà cái điều kiện mà sống tốt thì nó vẫn hơn cái điều kiện sống khổ. Nhưng mà thủy chung thì không có khó. Cũng giống như người ta hay nói vậy đó, biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi, bể khổ thôi. Bây giờ quý vị đi trong đời, quý thầy đi trong đạo, mà hai người chúng ta cũng ở trong biển khổ thôi. Bất quá là người thuận gió, người nghịch gió thôi. Quý vị ăn thì quý thầy cũng phải ăn, mình bệnh các thầy cũng phải bệnh đó. Mình trả tiền nhà các thầy cũng phải trả tiền nhà, mình trả tiền điện các thầy cũng phải trả tiền điện đó. Mình không có tiền trả thì mình bankruptcy. Nghĩa là cái cách nhìn nó hai hình thức nó khác, nhưng mà nó không hợp. Đó là hai cái biển khổ, hay nói cách khác là hai cách chết. Con người phải có một cái loại chết, mà cần chết đó là cái thay đổi cái dở của mình, cái cách sống của mình. Có một vị viết một quyển sách mà cái thời chiến tranh loạn lạc, thì vị đó phải viết như thế nào để nó phù hợp với cái thời đó, hoặc là đưa những cái tư tưởng của mình ra. Nhưng mà sau một thời gian chiến tranh cũng đã qua, mọi việc nó đã lắng, thì vị này bắt đầu có những cái nhìn sâu sắc hơn về đời sống tâm linh, cho nên bắt đầu trở về con đường hướng dẫn tâm linh hơn là nói những cái chuyện đó. Có một cái ông độc giả gặp lại cái vị đó. Ồ, Du có phải là cái người viết cái quyển sách đó không? Thì cái vị tác giả đó mới nói, ồ, cái ông mà viết cái quyển sách kia chết rồi, còn cái ông mà đang sống ở đây là một ông khác. Tại vì sao? Cái luồng tư tưởng, cái cách suy nghĩ thời trước và bây giờ nó khác. Vẫn là ông đó, nhưng mà cái cũ nó chết rồi. Cũng giống như hồi xưa mình xấu, mình dở lắm, mình sân si, mình phiền não lắm. Một ngày nọ mình biết tu tập, mình hiểu đạo rồi mình sống khác hơn. Cái người ta mới nói, ồ, bây giờ nó lạ, nó khác lắm, sống không có giống ngày xưa nữa. Thì con người ngày xưa chết rồi, vẫn sống đây, nhưng mà cái bản chất, cái tánh tình, nó nói là nói cái đó đó.
Cái tánh tình dở của mình đã chết rồi, bây giờ chỉ còn lại một con người dễ thương thôi. Còn nói tới cái chỗ gọi là gì, ba cái bờ công đức là gì? Pháp thân, bát nhã, giải thoát. Mình thấy tụng đó. Tam đức lục vĩ đó. Thì tam đức là cái này đó, là cũng là ba cái công đức này. Thí dụ như mình nhìn tất cả bằng trí tuệ gọi là bát nhã. Nhìn được như vậy cho nên mình có cái trí tuệ đó, cho nên mình nhìn tất cả bằng cái pháp thân, bằng cái màu nhiệm. Dù là một con người rất dở nhưng mình vẫn thấy rõ bản chất là họ có hoàn cảnh của họ mới bị như vậy chứ không phải tự nhiên. Cho nên bát nhã mà chiếu tới á, thì dù cái dở cái hay chúng ta đều thấy rõ cái nguồn cội của nó. Cho nên bát nhã pháp thân mà thấy được như vậy rồi cho nên không còn chấp, gọi là giải thoát. Hiểu ý không? Thí dụ như bây giờ quý vị thấy cái người kia họ sân si, nhưng mà mình biết họ có cái lý do nào đó trong quá khứ, nhờ cái trí tuệ đó gọi là bát nhã đó, soi thấy cái pháp như vậy đó, cho mình thông cảm được họ. Bởi vì thông cảm được họ, vì thấy được cái pháp thân đó, cho nên mình thông cảm được và mình không còn chấp trước khổ đau với họ. Đó là ba đức: pháp thân, bát nhã và giải thoát. Cái này nó thuộc về giáo lý, nhưng mà giáo lý này mình có thể thực tập chứ không phải là chỉ là lý thuyết. Mỗi ngày mình phải tập nhìn đời bằng cái cặp mắt trí tuệ tinh thông của mình, thì cái đó gọi là bát nhã. Bát nhã là một loại trí tuệ, nhưng mà trí tuệ này là nhìn thấu tất cả mọi sự việc, không có dính mắc thì mới gọi là bát nhã. Còn mình nhìn mà còn phân biệt đẹp xấu hay dở, so sánh, hoặc là trong đó có cái người thân, kẻ không thân với mình, người thân mình nói ngồi cũng phải có cái gì đó hơi binh vực họ một chút, thì cái này chưa gọi là bát nhã. Nó cũng vẫn là những cái tri thức phân biệt của con người. Còn khi nào mình nhìn thấu tất cả các pháp như thật của nó gọi là bát nhã. Cho nên bát nhã là một loại trí tuệ. Vì vậy mà ngày nào mình cũng phải tụng bát nhã tâm kinh. Sau mỗi thời kinh tụng để chi? Tất cả những kinh mình tụng có thể nãy giờ đang nói sự tướng, đang nói chân lý gì đó, nhưng mà cuối cùng anh phải mang trí tuệ ra anh ứng dụng, còn không là anh sẽ bị nó làm khổ đó. Để chúng nhớ là pháp tu là để cho mình giải thoát, chứ không phải để mình khổ với pháp tu. Pháp Hòa ví dụ như mình ngồi thiền và mình thấy rất nhiều an lạc trong khi ngồi thiền, thế đó là pháp tu của mình. Và mình phải càng tu và mình phải càng hạnh phúc và càng biết được cái pháp tu. Nhưng người khác không tu giống mình, đừng có khổ, đừng có phiền não, bực bội đó, và nói là tu sai, tu trật. Cái đó không nên. Tại vì thuốc mà, mình uống thuốc này hạp thì mình cứ uống. Người khác người ta uống khắp khác, uống thuốc khác người ta hạp thì người ta uống. Chứ tại sao mình lại phải bắt người ta uống cái thuốc của mình? Hiểu như vậy thì chưa phải là người có bát nhã, có trí tuệ. Thôi hết giờ rồi, còn mấy câu hỏi nữa. Thôi để đó đi, bữa nào quẩn trả lời. Có một câu hỏi này nè, có nhiều câu hỏi thương lắm. Thầy cho con hỏi là con nên bắt đầu đọc học tụng kinh không hay cứ tiếp tục đọc thôi? Ý nó giờ đọc hay tụng á? Tụng là ea ngân nga phải không? Muốn ngân nga lên đây học với mấy thầy trước nè. Thật ra thưa đại chúng, cái gì gọi là đọc kinh mà cái gì gọi là tụng kinh? Khi mình không có thuộc kinh, mình cầm quyển kinh lên thì gọi là đọc kinh. Và khi mình thuộc lòng kinh rồi, mình cũng đọc kinh, nhưng mà đọc bằng cái thuộc lòng thì gọi là tụng kinh. Tại sao? Tại vì bây giờ nó có một chút âm nhạc ở trong đó, là vì á, mình đã hiểu và thuộc, cho nên mình thả hồn mình theo cái lời kinh đó. Và cái âm điệu nó rất là hay,
Cho nên nó làm cho người nghe dễ nghe, và tâm của mình gửi vào đó thì cái âm điệu nó có, thì gọi là tụng. Mà tụng là do mình thuộc. Mấy ngày nay quý vị hát thiền ca có thuộc được câu nào không? Bây giờ quý vị có thuộc bài Mưa trên phố Huế không? Thuộc không? Thuộc bài gì? Bây giờ mình đưa một cái ví dụ nhạc ngoài đời, mình thuộc bài gì? Hả? Thuộc cái bài Đời tôi cô đơn không? Cái người mà người ta thuộc cái bắt đầu người ta... Thôi bây giờ nói cái bài Bông hồng cà áo hồi nãy đi. Đa số là thuộc phải không? Thì khi mình thuộc như vậy đó, mình không có cần phải cầm cái giấy nữa, thì bắt đầu từ cái nốt nhạc, từ cái chữ mình biết hết, cho nên mình nhả chữ, mình uốn éo, mình làm sao cái bài hát nó hay lên, tại vì bây giờ mình thuộc nó rồi. Còn nếu mình chưa thuộc là mình phải nhìn chữ mà mình không biết chữ, thì mình đọc được cái chữ đó thì cái tâm mình nó đã chậm một giây rồi, mình không gửi hết được. Nó ví dụ vậy đó. Cho nên đọc tụng giống nhau, nhưng mà có cái điều là cái gì mình thuộc lòng thì mình gọi là tụng kinh, tại vì lúc đó mình thuộc cho nên thả lòng mình theo đó, âm điệu mình nó có. Vậy thì hỏi đọc tốt hay tụng tốt? Đọc tụng gì cũng tốt hết. Có một cái là Phật phải nghe mình tụng hay đọc thôi. Cái quan trọng là những lời gì mình đọc hay tụng nó sẽ quay trở lại trong lòng mình, nó rót vào trong tâm mình, cái đó mới có lợi ích. Còn mình cầm mình tụng cái khơi hết rồi đóng cuốn kinh lại là coi như mình trả bài xong rồi đó. Con nguyện tụng 10 cuốn Địa Tạng, bữa nay con tụng được 2 cuốn rồi đó. Tụng kinh mà cứ đếm cuốn đếm mà không có để tâm mình để cái lời kinh nó rót thì nó uổng đi. Cái mục đích của Phật giáo á, tụng kinh không phải là để trả bài với Phật, hay là không phải tụng như vậy để Phật thấy mình tội nghiệp quá, khô hết cuốn họng rồi mà ngồi ráng tụng, thương ghê, có kể xin gì cho không biết. Phật không có vụ này nha. Vậy mà mình nhiều khi mình đối với Phật mình tha thiết mình làm mình khổ sở lắm, trời, lại nó tóc tai bù xù rồi. Mặt mũi tèm lem vậy, Phật thấy con không? Nhưng mà mình làm sao những cái lời kinh nó đi ngược lại với mình, làm những cái lời nó rất là hay và nó tác động trong lòng mình. Thì dù quý vị tụng một bài ngắn thôi, nó vẫn có tác dụng rất lớn. Nhưng mà trong Phật giáo á, là mình độ người á, nó rất nhiều phương tiện. Thuyết pháp là một phương tiện. Nhưng mà có nhiều người người ta không thích nghe thuyết pháp, người ta thích nghe tụng kinh thôi. Vậy thì mình có được cái âm điệu, rồi mình chọn được những bài kinh hay mình tụng, làm cho cái người đó người ta tỉnh lên, nhận ra được cuộc đời, từ đó người ta sống tốt, mình cũng thành công. Đó là một cách thuyết pháp. Nhưng mà giờ mình nói người ta nói cái này cái tư kiến của mình. Còn mình đem kinh ra mình đọc á, tụng á, thì đây lời Phật nói tôi chỉ tụng lại thôi, thì người ta nghe à, Phật dạy vậy vậy đó. Như ngày hôm qua buổi chiều Pháp Hòa có cái đám tang online đó, thì tụng xong cái bài đó, cái Pháp Hòa tụng kinh Vô Thường, mà Pháp Hòa muốn cho đại chúng chiêm nghiệm cái lời kinh, cho nên Pháp Hòa đọc thôi, Pháp Hòa không có tụng. Pháp Hòa nói xin mời tất cả mọi người trong gia đình lắng nghe và chiêm nghiệm. Tôi nghe như thế này: một thuở nọ Phật ở thành Vương Xá và bảo các thầy tỳ kheo rằng: này các thầy tỳ kheo, ở thế gian có 3 việc không như lòng, không đáng nhớ, không mong muốn, không như lòng, không đáng nhớ. Gì là 3? Đó là già, bệnh, chết. Này các thầy tỳ kheo, đây là 3 pháp của thế gian, không ai muốn nghe, không ai muốn biết, không ai muốn nhớ, nhưng mà đây là sự thật. Vì thế gian còn 3 pháp này, cho nên Như Lai mới có mặt ở cõi đời này để nói cái pháp khổ này và cái con đường thoát khổ.
Đức Phật nếu mà cuộc đời này không có già bệnh chết, Phật không còn có mặt. Thật ra Phật không có mặt thì mình vẫn già bệnh chết. Phật có mặt thì mình vẫn già bệnh chết. Nhưng mà Phật có mặt để Phật nói cho mình nghe rằng già bệnh chết là một sự thật, đừng có trốn tránh, đừng có sợ hãi. Và anh không, vì anh không thoát được nó, cho nên trước trước khi anh già, anh lo anh tu. Lỡ già anh không có hối tiếc. Nhưng mà người đời thì ta nghĩ khác, trước sau cũng già, cho nên còn trẻ phải xả láng. Nhưng mà khi người ta xả láng, người ta chơi thì cuối đời người ta khổ. Người ta không có cái gì để mà người ta lưu trong, là cái nội tâm để giải khổ cho người ta. Quý vị nhớ là một người trẻ mà sống đẹp, sống dễ thương á, nửa già người ta vẫn thương, người ta chăm sóc. Rồi bây giờ nếu như mà mình không nhận được cái già, cái bệnh, cái chết thì mình sẽ khổ, và mình không có, rồi mình sẽ nghĩ cách khác. Tại vì già phải bệnh phải chết, cho nên bây giờ còn sống tôi phải phải làm sao mà tôi ăn, tôi chơi cho nó đúng cái nghĩa của người còn trẻ. Nhưng mà cái đó đâu có ai biết rằng đó là cái nhân của khổ. Nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Cái vui vẫn là cái nhân của sầu. Thì khi mình đọc như vậy đó, giống như mình tụng Nhật tụng Thiền môn, có những bài kinh đâu có tụng phải không? Một người đọc thôi, rồi mọi người lắng nghe. Nhờ mình lắng nghe như vậy cho nên những cái lời nó rót vô trong tâm mình. Kinh Hải Đảo Tự Thân, Phật nói: nhìn đại chúng hôm nay, tôi thấy một khoảng trống. Đó là hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên không còn hiện hữu. Này các thầy, như một cái cây cao thì nó, cái nhánh cành nó phải gãy trước. Cũng như thế, người nào sanh trước, già nua thì đi trước. Các thầy đừng vì sự kiện hai thầy Xá Lợi Phất, một Kiền Liên ra đi mà buồn khổ. Chính tôi đây một ngày nào cũng sẽ xa rời các thầy. Các thầy đừng nương tựa vào ai, và các thầy phải nương tựa vào hải đảo của chánh pháp. Hải đảo của chánh pháp là gì? Là thế gian là phải già, bệnh, chết. Hải đảo của chánh pháp là cuộc đời là vô thường. Tất cả các pháp, không có cái pháp nào một mình nó mà tồn tại mãi mãi, có mặt và tồn tại. Nương cái giáo lý đó mà sống thì thời đại nào mình cũng không khổ. Cái đó là hải đảo của chánh pháp. Còn quý vị mà nói con mong thầy sống lâu, thầy là bóng cây che mát chúng con, trời ơi, tu sống thành Phật thành cây không hả? Phong Hòa hay nghe Phật tử chúng thầy vậy lắm không? Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thê lương. Thành thử ra bất cứ chúng sanh nào, dù là vật hay người, đều có tham sân si, đều có tham muốn ở trong đó. Mà hễ có tham muốn thì phải có muốn hơn, muốn ít, muốn nhiều, đó là chuyện thường. Như vậy thì khi mà chúng ta tu tập là để chúng ta làm gì? Không phải chúng ta không muốn gì hết. À, nói vậy cái nói đạo Phật dạy người tu riết rồi lùi sụp bế tắc hết, không phải. Mà mình tu để làm gì? Để mình tự thấy mình, và mình thắng được những cái điều mà nó không cần thiết, hay là mình chế ngự được cái tâm niệm, cái cách sống phàm phu của mình. Mà đôi khi trong cuộc sống này á, chúng ta chỉ cần lùi là một bước thôi thì mọi việc nó sẽ yên. Mà mình hơn nhau một bước rồi mọi việc nó sẽ không yên. Ví dụ như mình lái xe, mình thấy người ta lái ẩu, mà mình chỉ cần mình thôi chậm lại chút đi, nhường cho họ đi đi, chắc họ có chuyện gấp họ mới lái như vậy, thì mình đâu có tai nạn gì đâu. Mình không bị tổn thương mà người cũng không bị gì. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống mình cứ muốn lấn lướt nhau ở trên đường, ở trên một cái chỗ sắp hàng đi mua thức ăn, ở lái xe trên đường, vân vân. Thành thử có rất nhiều những cái mà nó làm cho cuộc sống mình càng ngày càng rối ren, mà cái tâm niệm hơn thua mỗi ngày nó trong mình. Nhiều khi mình đứng mình xếp hàng mà mình cũng không yên, mà mình muốn lấn lướt lên. Cái điều này quý vị sẽ thấy rõ cái tâm niệm của mình mỗi khi mình đi xếp hàng, đi vào trong máy bay. Thường thường hay kêu theo zone đó, zone 1, zone 2 gì đó.
là mình chưa tới phiên là mình đã hấp tấp rồi, mình thế này thế kia. Thật ra gì không có gì tội lỗi hết á. Những cái lúc đó mà chúng ta chỉ có dừng lại để thấy được mình thôi, thì mình thấy là mình còn hơi chưa có thuần, tâm mình chưa có được thuần hóa, mà chúng ta vẫn còn cái tâm niệm muốn hơn người. Ở trong khi mình đi máy bay á, máy bay vừa đáp xuống á, thì người chiêu đãi viên hay là các vị làm ở trong đó thông báo các vị phải ngồi cho thật yên, đợi khi nào mà máy bay nó ngưng 100% lại, rồi nó cái trên cái đèn nó bật lên cái nút là mình có thể mở dây beo, mình mới được đứng dậy. Nhưng có những lúc máy bay vừa thắng cái kịch, chưa kịp gì hết là mình đã thấy người ta nhốn nháo lên, người ta đứng dậy, người ta mở cốp ra, người ta đẩy vali ra. Và lúc đó nhân viên phải la lên, phải nghĩa là có những cái thái độ để chúng ta ngồi xuống. Mình có đứng dậy, mình kéo vali cũng có được ra đâu, người ta có mở cửa đâu mà ra. Nhưng mà hầu như mình không có đủ cái điềm tĩnh, không có đủ cái chậm chạp để chúng ta chờ đợi, mà chúng ta luôn luôn hấp tấp như vậy. Nhưng mà như vậy đó thì mình đã để cho người ta thấy được cái cách sống của mình. Nói cái chuyện đi ra máy bay thôi, không có hơn thua gì với ai hết đó. Trừ khi nào mình trễ máy bay. Nhưng mà cho dù mình có trễ máy bay đi nữa, người ta có mở cửa đâu mà ra, phải không? Mà gần đây nè, sau cái dịch rồi bây giờ mở cửa lại nè, quý vị biết đi máy bay là nhiêu khê lắm. Cứ cancel nè, rồi delay nè. Đó, thành thử ra đâu phải chuyện bình thường đâu, phải không? Vậy là cho nên một cái chuyện nhỏ đó thôi, còn muôn ngàn những cái thứ khác. Thậm chí mình đi mua thức ăn, mình đứng chung người ta, mình lựa, thiểu điều mình chồm qua cái chỗ khác của người ta, chỉ mua 2 trái bắp thôi. Lựa cho cái đấm vậy đó, mà rồi cuối cùng lấy được 2 trái bắp thôi. Người ta đang đứng nhưng mà cũng lấn người ta ra, thí dụ vậy. Cho nên những cái đó nó... Nếu mà cái tinh tế thì mình sẽ thấy rằng chúng sanh mình hay con người mình, chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái mà để chúng ta tu. Mà thường thường mình tu là mình nghĩ là mình làm cái gì ghê gớm lắm. Nhưng mà những cái vi tế hàng ngày đó, những cái vi tế hàng ngày đó mà chúng ta không để ý cái đó. Thậm chí mình đi ngang cái đôi dép mà của cái người mình không ưa đó, mình cũng muốn đá cái ra cho... Những cái chuyện nó rất bình thường. Nhưng mà thí dụ mình nói đâu có ai thấy đâu, phải không? Không ai thấy, nhưng mà ai thấy mình? Chỉ có chính mình thấy mình. Nếu mà mình làm được như vậy, mình hả hê, mình nghĩ mình giỏi đó. Nhưng mà nếu mình sửa soạn, mình làm cái điều đó mà mình dừng lại ngay chỗ đó, mình làm vậy chứ mình thấy mình có nhỏ nhoi quá không? Chỉ vì một cái đôi dép cái người mình không thích thôi, mình cũng muốn đá cái đôi dép đó ra. Thậm chí là dậm lên cái đôi dép đó, hay là thậm chí cái áo của cái người đó rớt mình không thèm máng lên nữa, mà rặt là mình có cái gì dơ mình còn cố tình mình để lên. Không ai thấy, không ai biết, nhưng chính mình sẽ là cái người thấy biết những cái đó. Nhưng mà thưa đại chúng, cái cách sống đó, nó thu vào trong cái tàng thức của mình hết á. Rồi khi nào mình sắp mất á, mấy cái đó nó sẽ đi ra. Rồi khi cuộc đời mình nó sắp chết, nó giống như cuộn phim mà nó hết vậy đó, nó sẽ xả lại. Rồi những cái cách sống dở hay của mình nó sẽ quay lại. Chừng đó mình sẽ thấy cái người nằm trên giường bệnh đó, nằm yên ổn để ra đi, hay là khủng hoảng, la hét, thì mình biết. Người nào mà la hét, khủng hoảng, thất thanh, thì mình biết rằng những cuốn phim của quá khứ mà toàn phim dở không, phim bạo động không à, phim đạp dép nè, phim kéo áo ra nè, phim cái áo này của nó tôi xé cho rách chơi. Đó, những cái đó nó sẽ quay lại. Cho nên trong này Đức Phật dạy, dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, mình thắng bao nhiêu người đi nữa cũng không bằng tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Một người chiến sĩ, người ta sẽ lâm trận và người ta diệt giặc. Nhưng mà trước khi người ta lâm trận, người ta cũng phải hiểu biết về cái nơi đó, binh lính như thế nào, đi đường như thế nào, vân vân. Còn mình là một cái người sống mà mình có những cái tên giặc mà trong kinh Phật thường là giặc của phiền não, chẳng hạn như ngũ dục nè, tiền tài nè, sắc đẹp nè, danh vọng nè, ăn ngon nè, ngủ kỹ nè. Mấy chuyện này rất bình thường trong mỗi con người,
Nhưng mỗi con người mình tự biết bổn phận, khả năng để chúng ta chế ngự. Ví dụ như mình là người sống ở đời, ai cũng ham đẹp. Cái chuyện mà nhìn thấy con người đẹp, đồ đẹp, đó là chuyện bình thường. Nhưng mình biết rồi, ví dụ như bây giờ cái chú đó, cái anh đó là người thanh niên, chưa có gia đình, tánh tình hơi bay bướm. Nhưng khi đã có gia đình rồi, phải chế ngự cái đó. Phải chế ngự cái đó. Mình biết mình đã có gia đình, bổn phận mình làm chồng, mình làm cha, mình không thể làm vậy. Cái đó là một hình thức tự thắng mình. Còn nếu mình không thắng được mình, cái là làm sao? Mình buông lung theo cái cách của cách sống thường nhật của mình, thì hạnh phúc của mình tan vỡ. Thật ra ngay cả mỗi con người chúng ta, cái chuyện mà tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ của con người ai cũng dính hết. Tu không tu gì, đã là con người thì đó là nhu cầu bình thường. Nhưng mỗi người tự thắng. Mình ham ngủ không? Ham ngủ chứ. Nhưng mà quý vị biết không, ở trong chùa là người tu là phải chiến đấu dữ lắm với con ma ngủ. Tại vì á, cái giờ mình ngủ ngon nhất á, là 4-5 giờ sáng. Mà trong chùa là giờ đó bắt dậy hết trơn, bắt dậy hết trơn. Mà cái giờ đó là người ta ngủ thì mình thức, đi lên ngồi thiền, lên tụng kinh. Mà quý vị biết không, ngày nào còn ở trong chùa tu, ngày đó vẫn phải phấn đấu. Chứ không phải nói là tu tu mấy chục năm rồi thôi giờ thoải mái ngủ. Tu mấy chục năm cũng vậy, hay là không mấy chục năm, ai cũng đều bị vướng mắc. Đó là mình nói tới cái chuyện ngủ nghỉ thôi. Con người đều có những cái ham muốn. Nhưng tự biết mình ở trong chùa, mình là người xuất gia, mình đi tu, thì mình phải thức khuya dậy sớm. Chẳng hạn ngày Chủ nhật nè, nội một cái chuyện ngày Chủ nhật lễ thôi, là tất cả mọi người trong chùa ai cũng phải thức sớm mà ngủ khuya nữa. Phải chuẩn bị cho bữa nay, rồi sáng phải dậy sớm, mỗi người mỗi việc tất bật suốt ngày. Rồi đây lát trưa đây quý vị xong rồi quý vị về hết, các thầy các cô chưa được nghỉ, bắt đầu phải tổng vệ sinh dọn dẹp, làm cho tới tối mới được nghỉ, chứ đâu phải bình thường. Thầy nói ra mình đi làm ở ngoài đời 8 tiếng đồng hồ là mình đi về rồi, hết việc rồi. Hoặc là thậm chí việc còn nhưng mà hết giờ rồi, mình vẫn có quyền đi về. Nhưng người trong chùa đâu làm được chuyện đó. Giờ nào còn việc là phải làm, mà thậm chí phải một người mà làm nhiều việc của người khác nữa. Mà những cái việc đó để làm gì? Để thắng đi, để thắng đi cái tánh, cái tâm lười biếng của mình. Một trong những cái mà nó đẩy lùi mình đó, là mình thiếu sự siêng năng cần mẫn. Cho nên người tu đầu tiên nhất là phải mặc một cái áo giáp. Cái áo giáp đó gọi là áo giáp tinh tấn. Không có cái áo giáp tinh tấn á, người ta nói một câu thôi, mình bị thương liền. Người ta chỉ cần chê mình một chút thôi, bị thương liền. Cho nên mình đi vào trong đại chúng á, mình sống chung với nhau phải có một cái áo giáp. Ai muốn nói gì nói, ai muốn làm. Mình thấy rõ cái chí hướng, cái chí nguyện của mình, thì mình mặc cái áo giáp đó mình mới an toàn đi tới nơi tới chốn. Tại vì trong cuộc đời này không có làm việc gì mà mình không bị những mũi tên người ta bắn tới hết. Thí dụ giờ mình làm ăn đi thì cũng có những người cạnh tranh làm ăn. Mình làm việc gì cũng có những người cạnh tranh với mình. Thậm chí mình tu thì sẽ có những con ma phiền não, con ma tự ái, con ma tự cao, con ma mà phiền não đó, những cái loại ma đó, con ma nghi ngờ, con ma vọng tưởng, nó luôn luôn nó rình rập và nó òn ỉ mình. Thậm chí nó nói nghe êm tai, cái đó gọi là thiên ma. Cho nên người tu việc đầu tiên á, ngoài cái y, mặc cái y, hỏi y gì đây? Dạ y này gọi là y nhẫn nhục. Mỗi ngày đó lên tụng kinh phải đắp y. Mỗi lần đắp cái y thì tự nhắc mình, tôi đang đắp, con đang đắp một chiếc y, đây là y nhẫn nhục. Y này là màu vàng, tượng trưng cho màu đất, mà đất là phải chịu sạch, nước sạch hay là nước dơ. Người ta đổ nước sạch cũng được, người ta đổ nước dơ cũng được. Nội cái y thôi đã nhắc nhở mình y nhẫn nhục.
Rồi mình phải mặc cái áo giáp tinh tấn. Rồi làm thứ hai là phải có gì? Mình phải có nhiếp thiện tinh tấn. Lấy điều thiện làm cái tinh tấn cho đời mình. Ví dụ như á, nửa khuya người ta gọi tới, người ta nói mẹ đau, ba mất ở bệnh viện, mình có quyền mình nói thôi tự lo đi, khuya rồi chùa bận ngủ cũng được nữa, không sao hết. Nhưng mà nếu mình nói thôi người ta đang hữu sự, mình tới một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, nhưng mà mình sẽ làm cho gia đình người ta cảm thấy an lòng, có sự ấm cúng khi mà người thân mất, người ta hụt hẫng, người ta chới với, người ta không biết phải làm gì. Mình sự có mặt của mình dù khuya một chút nhưng mà mình làm cho gia đình người ta an ổn. Cái sự cái điều thiện đó đó nó giúp cho mình vượt đi. Thậm chí mình có ăn nhưng mình nghĩ thôi giờ mình nhường người ta một bữa đi. Người ta ở xa đến. Thật ra Pháp Hòa hay nhắc trong chúng á, tất cả những người đến chùa, người ta không có phải xin lỗi, người ta không có đói khát gì đâu, người ta kiếm một cái chén cơm chay. Nhưng mà cái theo cái quan niệm ai đi chùa cũng muốn ăn chén cơm để gì? Lấy lộc, lấy phước. Cho mình chịu khó một chút, nhưng mà người ta có một miếng cơm người ta ăn mà người ta vui đó. Mà mình thấy người ta ngồi người ta ăn, xin lỗi người ta bỏ 10 bạc ta ra ta ăn ngon lắm. Nhưng mà một cái chén cơm mà nhiều khi dĩa rau miếng đậu thôi mà người ta ăn bằng cả cái hạnh phúc. Như nãy có ba vị ở xa đến, Pháp Hòa hỏi mới biết quý vị chưa ăn sáng. Pháp Hòa đích thân đi vô bếp bới cho ba vị ba chén cháo, ba chén cháo mà ta ăn ta rất là vui. Cái chuyện đó rất nhỏ nhưng mình biết rằng mình làm xuyên một chút và cái việc thiện nó sanh. Cái này gọi là nhiếp thiện tinh tấn. Mình cứ lấy cái điều thiện, lấy cái điều lành để nó kéo mình ra khỏi cái sự lười biếng. Có nhiều khi mình làm biếng học kinh, nhưng nghĩ thôi ráng học một chút đi, mình thuộc được câu này, hay là mình đi học cũng vậy, ráng học một chút ngày mai mình đỡ cực. Hồi nhỏ đi học ở trong trường tranh thủ lắm, giờ nào trong lớp trống giờ là lo làm bài, để đi về chùa mình khỏi bận rộn chuyện học bài, mình lo việc khác. Cứ nhờ như vậy, nghĩ như vậy mà giờ nào nó cũng lấp vào đó. Cho đến bây giờ cũng vậy. Có những cái việc gì Pháp Hòa có thể làm ở trên xe từ đây lên Tây Thiên, Pháp Hòa hay để dành để đó. Lát lên xe làm. Bây giờ mình đang việc này đang rất cần mình giải quyết trước, không có để cái phí cái thời gian mà bất cứ giờ nào mình cũng đặt mình ở trong cái việc làm. Thì cái đó gọi là gì? Nhiếp thiện. Nhiếp tức là mình thu nhiếp, mà làm sao để mình có thể khắc phục được cái con ma giải đãi làm biếng của chính mình. Lấy cái điều thiện ra, thôi mình nhịn một chút đi, mình mọi việc nó yên hết. Một cái lời nói của mình chỉ nhịn một câu thôi mà nó yên hết. Mình đang nóng nảy quá, mình rời khỏi cái chỗ này đi để cho nó được yên thấm. Cho nên cái này nó đòi hỏi ở cái sự chánh niệm của mình. Mình muốn làm việc gì phải có áo giáp à. Ra ngoài làm ăn cũng phải có áo giáp. Mấy em mà nó mới ra đời làm ăn đó, bắt đầu xin việc làm đó, trời ơi, mấy tuần lễ đầu là bầm dập lắm. Lên Pháp Hòa, Pháp Hòa hay nói này chưa đâu con, cuộc đời mình mới bắt đầu làm việc thôi, mình mới ra trận mà. Đâu phải con, đừng có ỷ vô cái bằng cấp mình có nha. Mình giỏi có người giỏi hơn, và thậm chí người ta thấy mình giỏi, người ta sợ mình đến đây cái giỏi của mình nó tranh, người ta cũng sẽ tìm cách. Đó chuyện rất bình thường. Cái quan trọng là cái cách sống của con cảm hóa người khác. Cho nên cái điều thứ ba là lợi lạc tinh tấn. Lợi lạc tinh tấn, mặc đầu tiên là mình mặc áo giáp tinh tấn, nhiếp thiện tinh tấn và lợi lạc tinh tấn. Cái gì mà mình làm lợi được cho mọi người, siêng năng cần mẫn. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn. Pháp Hòa nhớ Khổng Tử có nói một câu như thế này: lo thắng người thì hoạn, lo thắng mình thì bình.
Khổng Tử có dạy câu đó. Nếu mà mình lo thắng người khác á, loạn cái gì? Loạn cái tâm. Mà mình khi mình thắng được người rồi, người đâu có để mình yên. Người cũng sẽ tìm cách người ta thắng, tìm cách người ta thắng lại mình. Thành thử ra bắt đầu mình loạn lên. Trời, chết rồi, tôi lấn người đó như vậy đó, rồi bây giờ đây là tôi nghi ngờ họ đang tìm cách họ hại tôi gì đây. Cho nên rồi tự nhiên trong lòng mình cũng loạn. Mình muốn thắng người khác mình phải suy nghĩ chứ, cho tâm mình không bình an. Rồi mình lỡ mà thắng được người rồi cũng có an đâu. Tại vì cái người nào thua thì người ta sinh oán, mà người ta oán thì người ta tìm cách trả thù. Và thậm chí mình còn nói, mình còn thường trong lòng mình hay có câu mà quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cho nên mình biết là thế nào người ta cũng đang tìm cách gì đây. Cho nên rốt cuộc mình sống mình, tại vì mình đã từng gây hấn với người ta một lần, cho nên bây giờ lúc nào tâm mình cũng hồi hộp phập phồng, không biết người ta sẽ trả đũa lúc nào. Lo thắng người thì hoạn, thì loạn. Lo thắng mình thì bình. Nếu mình cứ trở về bên trong, mình tự thắng những cái dục, những cái sai lầm, những cái ràng rỡ trong lòng mình, hạnh phúc. À, nội cái chuyện đơn giản là nóng tánh thôi nè. Bữa nào mà mình thắng được một cơn giận mình á, vui không? Vui lắm. Bữa nay tôi giỏi ghê vậy, tôi không có nổi nóng bất tử. Nổi cái chuyện nổi nóng thôi. Mà con người mình ai cũng nóng tánh hết. Tùy theo lửa. Có người lửa phừng, có người lửa rơm, có người lửa tro. Thử mình thấy được cái ngọn lửa đó mà tự mình điều phục. Câu thứ 104: tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình. Cái người tu là mình phải khéo điều phục. Điều phục là gì? Điều chỉnh và chế phục. Có nhiều khi có những cái món ăn ngon quá mình thích, nhưng mà mình ăn quá lố cái thì Mình thể hiện cái sự lấy nhiều. Người ta cũng nhìn mình, chị đó hơi tham, anh nọ ăn không biết chừng. Mà nhưng mà mình ăn quá lát kia mình cũng mất no, mình no quá cái nó mệt. Thật ra điều phục. Ở trên nhà dưỡng lão, những người nào ở trong đó ăn ngày 6 lần là người ta nghĩ ăn chi dữ vậy. Dạ không phải, phải chế, phải điều phục món ăn. Mỗi ngày là ăn 3 bữa chánh, 3 bữa phụ. Nếu mình ăn dồn dập người già mệt lắm. Mà hơn nữa là các vị không được ăn dồn dập, mà phải chia đều cái lượng đường, lượng muối ra. Ở trên đó ngày ăn 6 lần, 3 bữa ăn chánh, 3 bữa snack, 3 bữa ăn phụ. Mà tại vì mỗi một người mình nhận vô là có một cái hồ sơ bệnh. Các vị phải ăn bao nhiêu calorie, đường, muối như thế nào, chia đều cái lượng đó ra để quân bình cái cơ thể của các vị đó. Đó. Có nhiều người người ta giữ được cái cơ thể đẹp là tại sao? Tại sao chị ăn nhiều quá mà chị không mập? Dạ tôi ăn nhiều mà tôi ăn ít. Tôi ăn ít, tôi ăn nhiều lần. Tôi giữ lúc nào cái bụng tôi cũng no no, cho nên cái tâm nó không sanh thèm. Thường thường con người mình để mà quá đói á, mà khi đói quá là mình cố tình mình ăn, ăn ngốn nghiến là nó mập. Còn giữ lúc nào cái bụng mình cũng no 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 vậy, tới bữa ăn mình ăn chừng chừng mực mực vậy. Thành thử ra người đó có được một cái tạng, cái thể người đẹp. Còn mình là cứ ăn ngày hai cử, mà hãy cái cử nào nó cũng đói hết trơn. Thành thử ăn cử nào nó cũng đại độ á. Thành thử ra mình mập hơn cái người kia. Thì cái người mà tới biết cách á, người ta điều phục được cái sức, cái tạng của người ta là nó vậy. Cho nên tự khéo điều phục chính mình. Cái con người mình á, ai cũng cần hết á, nhưng mà cái quan trọng là mình điều phục. Mình điều phục. Thường sống tự chế ngự. Chữ chế là mình ngăn. Ngăn chừa, ngăn chặn lại gọi là chế ngự. Thí dụ như Phật hay dạy mình phải chế ngự mắt, chế ngự tai. Con người mình quý vị thấy không, tối cũng phải giờ có, phải có giờ nhắm mắt ngủ chứ không lẽ mở mắt phim hay cỡ nào cũng phải tắt ngủ chứ.
chuyện nó hay cỡ nào cũng phải tắt để ngủ chứ mở hoài nó mỏi mắt. Cho nên đôi khi cái lúc mình nhắm mắt lại đó là lúc đó mình chế ngự, ngưng lại, bớt lại để con mắt mình được nghỉ ngơi. Mình tu tập cũng vậy, quý vị thấy không? Mỗi ngày vô chùa tu, đăng ký khóa tu, tu từ giờ nào tới giờ nào, buổi trưa ăn trưa rồi cho nghỉ một chút. Rồi sáng mấy giờ dậy, dậy chi? Cho người ta có cái thời gian người ta nghỉ ngơi. Rồi thậm chí còn dặn nữa, vị nào mà có bệnh thì có thể nghỉ ngơi, và người ở chung phòng lo chăm sóc. Nói chung là trong cái sự tu tập, mặc dù chúng ta có siêng năng tinh tấn, nhưng tự mình cũng phải biết cái cơ thể của mình, sức khỏe của mình, để mình điều phục, điều hòa cái cơ thể, tu lâu bền được. Tu lâu bền được. Cho nên mình làm gì, mình làm điều đặn thì sức mình nó dẻo dai. Mình cố sức thì lát nó hết, lát nó không còn. Ở đây hai cái câu này không phải cái vấn đề gì khác hơn, mà Đức Phật chỉ muốn nhắn nhủ hai việc thôi. Đó là con người của chúng ta thường hay ít chấp nhận mình thua và luôn luôn muốn mình thắng. Nhưng mà sự thật cái đời á, mình có thắng được bao nhiêu rồi mình cũng phải thua một người nào đó. Có nhiều người ăn hiếp cả bàn quan thiên hạ và tự nhiên sợ con người. Quý vị có từng thấy những người đó không? Gặp ai họ cũng ăn hiếp mà sao họ sợ có người? Tại nó cũng có cái tử nguyệt. Anh là cái người mà gọi là mình đồng gia sắc thì cũng có một người biết cái huyệt của anh, điểm ngay cái là anh chết đứng. Cho nên mai mốt học cũng học tới cái câu kinh này, mai mốt cũng tới cái câu đó đó. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Thà nếu mình mà mình thắng người ta là mình đừng có mừng, mình thêm được một người thù đó. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Chỉ khi nào hơn thua hai điều xả, chừng ấy an ổn ngủ. Cho nên á, ngài Lục Tổ Huệ Năng á, có người đến hỏi đạo, ngài chỉ dạy người ta một câu đơn giản thôi: thương ghét chẳng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Tại vì lúc trong lòng của mình á, hãy thương người nào quá đi sao mình cũng quằn quại nhớ thương. Cái này là cũng đau đó, nhưng mà đau êm ái. Còn cái người mà mình tức tối, mình giận hờn đó là một loại phiền não rồi, phải không? Phiền não không êm ái. Cho nên cái người nào mình thương, mình nhớ nhung, mình ngủ được cũng là một loại phiền não, nhưng mà phiền não êm ái. Cho nên trong cái thắng thua cũng vậy. Người tu tập, dù mình tu mà mình không có khéo đó, đôi khi cái chữ thắng thua nó cũng làm cho mình bị chi phối. Cuối cùng Đức Phật chỉ nhắc nhở chúng ta vậy. Dù thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường, không bằng tự chiến thắng mình. Hồi nhỏ đó, đi học á, thì các thầy hay nhắc mình một câu viết trên bàn: con chấp nhận thua tất cả để tự chiến thắng mình. Và thưa đại chúng, tự chiến thắng mình là một cái khó vô cùng. Tại con người chúng ta ai cũng có những cái tập nghiệp. Chẳng hạn như mình nghiện thuốc nè, mình nghiện rượu nè, mình nghiện đi chơi nè. Mà bây giờ mình đã có gia đình rồi, mình phải thắng những cái buổi đi chơi không cần thiết chứ, ở nhà với vợ con chứ. Thậm chí là bữa nay mình có cái hẹn đi chơi nè, nhưng đụng cái con mình nó bị sốt nè, thì mình phải chấp nhận buông cái đó, ở nhà lo cho con. Tại vì đó là bổn phận thiêng liêng của mình, cái đó là cái bổn phận chính của mình. Còn đi chơi thất hứa với bạn bè, bất quá là một buổi đi chơi, nhưng mà con mình nó bệnh, lỡ nó có chuyện gì hối hận suốt đời. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta có những cái vui mà chúng ta phải thắng, bởi vì chúng ta có bổn phận. Người tu có bổn phận của người tu. Còn cái chuyện mà ham vui ai cũng thích đó, nhưng mà mình phải tự buông bỏ cái đó, chế ngự cái đó, điều phục cái đó, bởi vì mình còn có trách nhiệm cái chí của mình. Cho nên có một vị Pháp Hòa nhớ, có một lần Pháp Hòa đi giảng bên Mỹ, thì đi xuống thì lúc đó cả cái phi trường đầy những cái người lính mới vừa được về thăm nhà hay sao đó. Thì trong lúc mà đi sau lưng các vị thì Pháp Hòa có khởi mấy câu:
anh là chiến sĩ, còn tôi là tu sĩ. Hai chúng ta cùng ý chí như nhau. Anh biên thùy diệt giặc cứu đồng bào, còn tôi tận tụy giết não phiền trong tâm trí. Mình cũng có giặc phiền não vậy. Cái giặc phiền não là tham, là sân, là si, là những cái tâm dở của mình đó. Mà cái giặc này nó giết mình không phải một đời này, mà nhiều đời nhiều kiếp. Mà thậm chí nó giết mình xong rồi nó cũng làm ảnh hưởng tới người thân mình luôn. Có người nào phiền não, giận tức mà không nói làm khổ đau cho người thân không? Có người nào mà khi mà lên một cái cơn giận mà không làm những cái điều dại dột, giận tức, chửi bới, mắng xả, đánh đập, làm tổn hại nhiều lắm. Mà cái phiền não đó nó đâu phải làm khổ mình một đời này mà nhiều kiếp. Cho nên người lính cũng là một chiến sĩ, người tu mình cũng là một chiến sĩ. Mà chiến sĩ kia đó, người ta có súng nè, có đạn nè, có thế này thế kia. Người tu mình là có ba thứ: áo giáp nè, phải có cung trí tuệ, phải có cái cung trí tuệ, phải có cái tên của thiền định. Người nào có cung, có tên, có áo giáp là người đó là chiến sĩ. Vậy thì một chiến mục mình là người chiến sĩ tu hành thì có gì? Áo giáp của mình là áo giáp của sự tinh tấn. Cây cung của mình là cây cung thiền định. Cái mũi tên của mình là mũi tên trí tuệ. Có trí tuệ, có thiền định là mình sẽ vượt tất cả mọi cái phiền não khi nó đến với mình. Mình tu á, đừng nghĩ là mình tu 30 năm mình hết phiền não. Trừ khi nào mình ở trong rừng, cũng chưa chắc. Tại vì không, trong rừng không ai chọc mình hết. Phiền não mình nó vẫn có, nhưng mà nó chỉ ngủ thôi. Nó ngủ thôi mà bữa nào nó xuống núi là mình biết nó còn nguyên à. Giống như cái câu chuyện chú Tiểu ở trên núi đó. Bao nhiêu năm với thầy không biết một cái gì hết. Một ngày nọ thầy thấy chắc đệ tử mình là vững chãi rồi, dẫn xuống núi. Thì khi mà chú xuống núi, cái chú gặp cái gì chú cũng hỏi hết. Thầy ơi, cái đó là cái gì? Ông thầy nói, cái đó là xe đạp đó con. Cái này là cái gì? Đây là tòa nhà, vân vân. Tới hồi đi ngang một cô gái đẹp, chú hỏi thầy ơi, cái này là cái gì vậy thầy? Ông thầy mới nói, con cọp đó con. Chỉ nói vậy thôi. Chú về núi, từ đó về sau, từ đó về sau mấy ngày tới là chú bỏ ăn, bỏ ngủ, chú quằn quại trên giường. Ông thầy vô hỏi, chuyện gì xảy ra con? Sao con đi phố về rồi con thấy con mệt mỏi, con bệnh hoạn vậy? Chú thầy qua chú ôm thầy, chú nói, thầy ơi, con nhớ con cọp đó quá. Nghĩa là ở trên núi bao nhiêu năm rồi. Thành từ những cái phiền não, những cái ý nó là những cái mà đam mê của con người đó. Mình đừng có nghĩ là nó không có, nó có hết á. Tại vì nó là cái chủng tử của mình mà. Nhưng mà có điều mình tu á, một là mình biết làm cho nó lắng xuống. Hai á, là nó vừa khởi mình điểm mặt nó. Mình biết nó, cho nên mình tu là mình biết hết con cái nhà mình nó tên gì hết á. Đứa nào nó vừa khởi lên biết liền, đúng không? Thì tu á, là làm sao biết nó để điều phục nó thôi. Chứ còn hết thì có thể nói không hết. Cũng giống như tu không phải để giải thoát niết bàn gì, mà chỉ cần mỗi ngày mình giảm bớt sự luân hồi vui buồn, thương ghét, chập chờn trong tâm mình thôi là mình đã thoát luân hồi rồi đó. Giữ được một ngày nào tâm mình bình thản, lát thương, lát buồn, lát giận, lát khóc, lát tủi hờn, đủ thứ hết là mình luân hồi mấy cõi rồi. Còn nếu mình giữ được cái tâm mình bình thường một ngày đó, cuối ngày mình nói, hôm nay mình có bình thường không? Hôm nay mình sống rất bình thường, mình biết mình có niết bàn, không có luân hồi sanh tử. Còn nếu mà tối về ngủ nói, bữa nay hồi sáng này mình giận hết 2 tiếng mà. Lát đó ai làm vui mình được 3 tiếng nè, lát người nào là mình làm cho mình bực thêm mấy tiếng nè, thành ra mình luân hồi cũng mấy cõi ngày hôm đó. Còn ngày hôm nào mình bình thường được ngày đó, mình biết cái đó. Mình giữ được cái tâm mình ở cái trạng thái là bình thường tâm là đạo. Thì đó, hôm nay mình học 2 câu. Câu 103, câu 104. Và cái ý chính là dù thắng được ngàn người cũng không bằng tự chiến thắng mình. Mà thắng mình đây là thắng cái gì? Thắng những cái dở, những cái phiền não, những cái dục vọng ở trong tâm thức của mình. Làm sao để mình thắng được nó? Làm sao? Thứ nhất, mình thấy được bổn phận của mình. Pháp Hòa ví dụ,
Bây giờ ai đây mà đang làm chọc mình giận đi, không lẽ mình mặc cái y áo này mà đứng giữa chánh điện mình tháo quát lên sao? Mà lỡ một lần tháo quát rồi đó nghe, báo chí đăng suốt đời. Mà thời bây giờ đó, ai cũng có cell phone sẵn phải không? Thấy không? Mình mà tháo quát lên là cầm cái phone nè, coi ông thầy ông sân si nè. Đó, mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên cái cơ mình suy nghĩ những cái đó, tự nhiên mình thắng được. Mình là một người tu mà mặc cái y mà mình chửi bới thì coi nó đâu có được. Rồi giờ một Phật tử mà mặc bộ đồ vặt hò mà đi xuống bếp gây lộn, hay là đi ra ngoài đường đứng gây lộn với mấy bà bán hàng trả giá thế này thế kia, coi nó không đẹp. Thầy nữ tử mình thấy cái hình ảnh đó của mình, thường thường ta hay kêu là giữ hình ảnh đó. Một người ca sĩ, một người nghệ sĩ, người ta ra đường người ta giữ hình ảnh. Người tu mình cũng vậy, mình cũng phải giữ cái hình ảnh. Vì vậy mà người tu mà giữ hình ảnh đây không phải là mình giả bộ, mà mỗi ngày mình phải thực tập oai nghi tế hạnh đi đứng của mình, nói năng của mình, để nó không có thành một cái tập nghiệp. Mình làm gì làm mình không có giấu được. Thí dụ như giữa đám đông mình giả bộ vậy, cái bất chợt hồi cái là nó cũng lòi ra. Giống như có cái thầy đó, thầy cũng giả bộ, thầy nhẫn nại đồ lắm nha. Cái bữa nọ thầy đang ngồi thiền, cái con đứa nhỏ nó đi ngang, nó đạp lên cái y thầy á. Ông say qua, ông nói, bộ mày đuôi hả mày? Chút cái câu đó thôi là nó thể hiện được rồi, rớt liền phải không? Cho nên mình thể hiện được, mình tu mấy chục năm điềm đạm vậy đó, mà lỡ ai đụng cái áo của mình thôi là mình tháo quát lên rồi. Có nhiều khi á, trời ơi, mình bố thí cúng dường dữ lắm, mà cái chén chè ngon nhất mình vừa cất mình để dành lát mất tiêu rồi, trời ơi, mình ra mình la lên, ai mà ăn bất nhân bất đức. Cái chén chè tôi để dành về mà ăn, trời ơi, mình bố thí quá trời mà chỉ phiền não một chén chè, phải không? Mình giận lắm đó mà định la ra thôi, thắng là đi ra nó mất hay. Chè ngọt mà sao mình nói nghe nó không ngọt. Thì mình có cái cách đó, mình suy. Cho nên cái đó Phật gọi là gì, cái pháp nó chế ngự. Vậy thì cái pháp môn mà chúng ta nói, chữ môn là cửa nè. Cái môn là cửa, mà mình muốn đi vào bên trong phải đi vào cửa, nhưng muốn đi ra cũng ra khỏi cái cửa đó. Thế thì chúng ta cũng vậy, nhập môn, xuất môn, tất cả các cái phương tiện chúng ta tu tập đều là pháp môn đó. Mà ngày hôm qua Pháp Hòa có nhắc, đừng có nghĩ rằng khi nào mình ở trên bồ đoàn tọa cụ với quyển kinh thì giờ phút đó mình gọi mình là tu. Còn mình ra đường, mình lái xe, mình quét nhà không phải là tu. Giây phút nào mình tự kiểm điểm được mình tự thúc liễm được mình, giây phút đó là tu hết. Cho nên mình quét nhà, mình nghĩ rằng mình đang quét bao nhiêu phiền não trong lòng mình ra nè. Mình đang lau chùi cầu tiêu là mình biết rằng mình đang lau chùi những cái tâm cấu bẩn trong lòng mình nè. Tu rồi. Mình nấu ăn cực khổ lắm, nhưng mình biết cái cực khổ mình mà một chút nữa mọi người sẽ vui vẻ, no bụng và ngon, thì tự nhiên mình thấy cái cực khổ đó mình không là gì hết. Thế nên mình tu ở trong bếp nè, mình tu trong khi mình rửa chén nè. Xếp ngay thẳng ghế bàn cho nét đẹp nghiêm trang. Mình chỉnh cái ghế, mình sửa cái bàn cũng là tu. Mình thắp cây nhang cũng là tu. Mình quét bàn thờ cũng là tu. Mình châm trà cho đại chúng uống cũng là tu, chứ không phải chỉ khi nào mình tụng kinh ngồi thiền. Thật ra mình tu mình nghĩ gì, mình cái tu của mình nó chừng mực quá. Còn bây giờ mình thấy mọi hành động của mình mỗi ngày đều là tu, thì mình thấy rằng cái tu mình nó bàn bạc trong cuộc sống. Tu là hơi thở, ngưng thở là mình chết. Ngưng tu là phiền não mình nó sanh. Cho nên mình hay, mà các tổ hay ví dụ, tu là hơi thở, ngày nào cũng phải, lúc nào cũng phải thở. Cho nên lúc nào cũng phải tu. Tu từ cái nhìn, từ cái xếp một quyển kinh, từ xếp một cái ghế, ta thể hiện lên hết trên cái nét tu tập của mình.